Chào anh em, nay là mình có một trận đá banh khai trương sân, bên kia là Metro ha. Đối diện qua là đây, sân bóng đá Hoàng Khôi. Khai trương ngày hôm nay luôn, 18 tháng 4. Clip này quay ngày 8 tháng 4, còn up ngày nào thì mình không biết, mọi người cứ chờ xem nha. Đây là đường vào sân, vẫn còn chưa có xây lại, còn cát đây. Di chuyển hơi khó khăn tí xíu nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lắm. Xung quanh thì gà, lốp xe, cây cối um tùm. Giờ thì mình đang trong sân Hoàng Khôi rồi. Thì ở đây mình thấy cỏ còn rất là mới, sân mới xây. Và có 1, 2, 3 sân 5. Bỏ hết lưới này ra thì nó thành một sân 7. Sân rất là đẹp. Ở ngay đây mình có thể thấy một cái tòa nhà Lotte rất cao. Và phía bên kia thì có Landmark 81. Anh em nào ở quận 2 mà có nhu cầu thuê sân bóng đá thì có thể liên hệ sân Hoàng Khôi để thuê nha. Số điện thoại với lại địa chỉ sân đó, mình để dưới phần mô tả. Rồi giờ thì chuẩn bị đá banh thôi. Mà đá hai chương thôi mà có hai đội thôi mà có cúp luôn. Có huy chương nữa. Huy chương vàng, huy chương bạc, cờ lưu niệm, hoa các kiểu. Nay mừng khai trương sân. Mình thì hôm nay mình sẽ đá chung với lại đội Đỉnh Phong FC. Đấu với đội 1920 FC của chủ sân nha. Thì hy vọng là sẽ cho anh em xem được những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Chờ xem nhé. Chào mừng anh em đã đến với trận thi đấu giao hữu giữa Đỉnh Phong FC và 1920 FC. Mừng ngày khai trương sân bóng đá Hoàng Khôi tại đường Nguyễn Hoàng, An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đỉnh Phong FC là một đội banh phong trào hàng đầu Sài Gòn những năm 2012-2013 với hàng loạt danh hiệu đỉnh cao tại miền Nam. Thời điểm đó, ai chơi bóng đá futsal thì không lạ lẫm gì đến cái tên này. Tổ đấu của Đỉnh Phong FC là một tổ đấu nổi tiếng vang dội khắp Sài Gòn. 30% thành viên của Đỉnh Phong FC sau đó đã về đầu quân cho Lễ Minh FC với những cái tên quá quen thuộc như Đinh Thành, Kim FC, Tân Owen, Huy Mập. Nhưng thời điểm đó mạng xã hội chưa phát triển nên những anh em ở địa phương khác khó mà biết đến. Ok, những điều thú vị về Đỉnh Phong FC mình sẽ kể trong một video clip khác, mọi người cùng chờ xem nhé. 1920 FC là đội bóng của ông chủ sân Hoàng Khôi, đó là anh Tú Tommy Tèo, cũng là một thành viên của Đỉnh Phong FC. Hôm nay sẽ là một dịp tái ngộ giữa Tommy Tèo với đội bóng cũ. Trong dàn đội hình của FC 1920 có một nhân tố rất đặc biệt, đó là một cầu thủ futsal chuyên nghiệp mang tên Phúc Lỗi. Ok, giờ thì cùng bắt đầu trận đấu nhé. Đầu tiên của trận đấu được bắt đầu. Lúc này bên phía đội bóng Đỉnh Phong họ đang có sự xuất hiện của số 7 Owen, số 4 Soái Ca Đức Thành. Cũng quá nhiều khoảng trống ở trước mặt và tài năng quyết định không để bóng thật mạnh lên phía trên. Vẫn đang là tài năng phê diện này. Chưa thể hạ xuống đường Phú Thành Huy Mập. Đinh Trần. Đúng này, bóng khá nguy hiểm. Có khoảng trống xuất hiện lên phía trên. Vượt qua ra trận khá nguy hiểm. Bóng đá chạm vào cái dòng trong chúng vừa rồi. Một lượt cuốn ra chân rất ấn tượng được tạo ra bởi cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Cú lực của Tân Nghĩa. Quả chuyền xuống Tân Nghĩa sẽ lên chuyền bay. Cao nhiều, bay. Thế là một cầu thủ của đội bóng Đỉnh Phong tạo ra. Điều đó khiến cho bóng luyện của đội bóng màu trắng xanh cũng không quá vội vàng trong việc đưa ra những sự thay đổi này. Thời gian của trận đấu lần này sẽ lên đến con số là 25 phút. Phúc Lỗi. Quả chuyền xuống của Phúc Lỗi. Tiến công rất đẹp. Văn Thành Huyền được đẳng cấp của mình đem sân dành cho đội bóng 1920. Cũng phải nói đó là cơ hội ép sân đầu tiên mà những cầu thủ đội bóng 1920 có được tại trận đấu ngày hôm nay. 1-0 dành cho đội bóng áo trắng xanh. Huy chương vàng cùng với đó là phần thưởng trị giá lên đến 5 triệu tiền mặt cho một trận đấu dấu sân năm mà thôi. Đó rõ ràng sẽ một tinh thần không thể tuyệt vời. Phúc Lỗi vẫn là trả lời trận sân đẳng cấp của Phúc Lỗi. Ở những cấp độ phải nói là quen thuộc đối với số 47. Và Nguyễn Phương cũng không mất quá nhiều những khó khăn để hoàn thành cho mình một cú đúp tại trận đấu ngày hôm nay. 2-0 dành cho đội bóng 1920. Lời khẳng định cực kỳ đánh thép của Phúc Lửng đối với thủ môn Hoàng Tú. Như thường lệ thì Tài Lắc luôn luôn rất dẻo. Thì mình xử lý kinh nghiệm của Tài Lắc để có thể bảo đảm được sự an toàn cho khung cầu của Phú Thành Hoàng Tú. Cũng như để chuyển đổi trạng thái một cách nhanh nhất. Tài Lắc. Vẫn đang là Tài Lắc bất ngờ là một cái chuyển. Chủ tài Huy Mập đã bắt cao và bây giờ Phúc Thành đang ở trong trên điểm bay. Không! Bóng đã chạm vào khu vòng trong những vừa rồi. Huy Mập cũng là một thủ môn đã có thâm niên chơi rất lâu năm cho máu của đội bóng Đỉnh Phong cũng như là Lê Bảo Bình. Hai người anh em với nhau được chủ qua hôm nay. Và chơi một chiếc bắt chỉnh đây. Không! Vẫn còn thêm một quả ra chân nữa.
hướng bóng sang biên dành cho người ngồi có lẽ đó là Mạnh Quân. Mạnh Quân giữ bay cao nhiều vào hướng về bóng sâu kín của Thủ Thành Hoàng Tùng. Chính là Phú Đại Đình Hoàng Quân Kinh Thành. Kinh Thành quyết định giữ bay và đó là bàn thắng đầu tiên dành cho những cầu thủ đội bóng áo vàng đến không. Một quả ra chân rất đẳng cấp của Kinh Thành, cầu thủ mang số 4 lên phía đội bóng áo vàng và tỷ số dù chung ăn xuống còn 4-2. Quả ra chân cực kỳ khó chịu. Người sẽ bóng của cầu thủ màu số 5 Chim Bơ Minh đến xử lý sát đây của Ngọc Thiện. Một lần dài thì tôi đã ổn một quả đặt lòng nhẹ nhàng và chuẩn xác. Lẽ chỉ có những quả đặt lòng khó như vậy mới có thể hạ gục được Huy Bàn vào thôi. Những xử lý tốt của cầu thủ nhóm còn số 2 về phía đội bóng 19-10 và tỷ số ngay lập tức được nâng lên. Chim Bơ Minh chúng đã biên dành cho người cầu thủ màu số 21 đó là Nguyễn Lập. Ngọc Thiện là những thủ xử lý rất khéo léo của Ngọc Thiện sẽ được bay khá ổn nhiều. Quả ra chân rất căng. Hoàng Quân Đinh Thành Owen và 4-2 thì không đây vẫn còn. Đây là Owen xanh người sẽ được bay vòng tướng mà có lẽ quả dứt điểm cuối cùng của Owen và nhường lại vị trí dành cho người đội cầu thủ màu số 11 Tân Nghĩa. Đinh Thành để xuống ba bốn đánh đà Tân Nghĩa còn chống ở trước mắt dứt điểm đẹp đây một quả chuyền qua vòng cầu thủ đá bay lên kia đẹp bắt được tạo ra bởi Hoàng Quân của đội bóng 19-10 và vẫn là chân của cầu thủ màu số 5 bán được đội chiều sâu của bóng tổng bị tên đau sau khi khá được không bao thêm lần nữa và bóng đã tìm đến được cầu dọc này mà không phải những cầu thủ đi phong không có được cho mình thôi thành cái gì bay không bao bóng đi tới hướng trong cầu đá rồi rồi. Đinh Thành Đinh Thành gì bay không bao rất tiếc về bóng dành cho tiến công và ra trận cái đó là sở trường là thói quen của Đinh Thành. Đinh Thành bóng tôm của Đinh Thành lên dưới trên Tân Nghĩa vẫn là Tân Nghĩa là phải không đây qua được hai cầu nhưng lại có đến quá đầm những cầu thủ của bên trên 10 dành cho sân nhà. Đinh Thành xin được bay vào một lần rất đáng khen đẩy của sói ca bên phía về bóng Đinh Phong nhìn chung thì Đinh Thành với rất nhiều những nỗ lực cũng đã được rời sân đến người phá tùng Tân Nghĩa bóng một vô đây không đây quyết định quả một chuyền sang biên dành cho Trường Bèo. Đường nhá Bèo của Trường Bèo xin được bay không bao những tay chân cuối cùng là không thành công. Ra trận những tay bóng khác biệt Trường Bèo đối mặt với Thủ Thành Hoàng Tùng chuẩn sang của Trường Bèo tỷ số đơn xuống là xuống còn 2-3 một tiếng đối một một đối một tương đối đơn giản và Trường Bèo cuối cùng cũng đã thành công. Đó sẽ là bàn thắng quan trọng để giải tỏa đi những áp lực mà đội bóng Đình Phong đã phải nhận trong khoảng thời điểm vừa qua. Chúng ta cùng chờ xem. Đó trong một thế trận mà những cầu thủ 19-10 muốn có được cho mình bàn thắng. Ngay lập tức Phúc Lùi đã được xuất hiện. Phúc Lùi. Thì bàn thắng Phúc Lùi mà là cầu thủ vào số 17. Đó là xuống mà trong cái xác định không có lỗi của Thủ Thành Huy Mập. Đội chiều qua chiều bèo bắt đầu xuống ngay. Không bao. Vẫn còn. Một tiếng mà may mắn vẫn chưa đứng về Đình Phong. Đình Phong đang rất thiếu may mắn tại trận đấu hôm nay. Nỗ lực của số 14 cũng một pha được tạo ra bởi Mạnh Hiếu. Ông Bèo Trường Bèo vị trí hơn nào vẫn đang là Trường Bèo khoảng trống với chiếc bát dưới điểm bay không những quả ra chân cực kỳ chất lượng của Trường Bèo. Đây là lần đầu tiên tại trận đấu một này và nó thuộc về những cầu thủ bên phía đội bóng Đình Phong. Một quả chuyền này tất nhiên sẽ được bay hơi cao so với khung gỗ và đó chính là chúng tôi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu hôm nay. 3-2 thuộc về những cầu thủ đội bóng 19-20. Rõ ràng bóng chuyền vẫn còn rất nhiều điều để hứa hẹn tại hiệp thi đấu thứ hai.
đối đầu đứng cao giữa đội bóng FC 1950 cùng với đội bóng áo vàng đứng phòng trận đấu cầu thủ bóng đá xuất sắc để chào mừng cho lễ khai trương của sân bóng đá Hoàng Hôn. Đặc biệt có thể kể đến những cái tên như Tai Lắc hay đặc biệt hơn là Phúc Lùn. Hoàng Hôn đứng lên bóng dành cho đội bóng đứng phòng. Quyền sử dụng này khá ổn định. Đấy ra đây là một cuộc chuyền bóng thấp hơn một chút. Khá nguy hiểm và đó bất ngờ là một nắm thứ ba dành cho những cầu thủ bên phía đội bóng bạc. Chúng phòng ngự tương đối thiếu đồ quyết đoán của những cầu thủ đội bóng 1950 và số 24 Hoàng Quân là người được đội bàn thắng quan trọng để cân bằng tỷ số hòa 3 đều. Đưa chân xuống không thành công nhưng vẫn là phút rồi. Vì thế nào rất nhiều điểm hôm nay. Rất nhiều những tình huống chuyển sân bóng bay và xử lý trận chơi cuối cùng là không thành của Phúc Lùn. Tài Lắc đứng sau bước hai rất khó của Tài Lắc để đưa ra một cái chuyền dành cho Phúc Lùn và một quả xử lý bay quả phát bóng sống đầy cảm giác được tạo ra bởi cầu thủ đó là số 24 Hoàng Quân để đưa bóng đi gần hơn đối với khung thành của Thú Thành Hoa Tú. Những quả dứt điểm nguy hiểm đã được tạo ra. Chúng ta hiện thi đấu đầu tiên là một hiệp thi đấu không thực sự quá may mắn của những cầu thủ bên phía đội bóng vàng. Rất nhiều ít nhất là bốn tình huống mà bóng đã chạm vào sàn ngang của đội bóng, nhưng lần này là thêm một cú sàn ngang nữa. Chúng tôi vừa nhắc đến sàn ngang và sàn ngang đã lên tiếng. Rất thiếu may mắn dành cho đội bóng áo vàng bị phong trong không vừa rồi. Quả dứt điểm đã rất là được tạo ra bởi Trọng Thi. Đúng rồi, vẫn là Trọng Thi thì thế nào? Trọng Thi vừa chiều qua đây là sự vật tân nhân sự bay quá hiểm được rồi. Ngọc Thiện Phúc Lùn đang đá là Ngọc Thiện mà là cầu thủ thì mới được xuất hiện trên sân số 4 Ngọc Quang. Kim Messi thì chuyển hơi khó cho Thiên Sinh Tài. Người bạn rất thân ngoài đời với nhau. Tài Lắc, Tài Lắc quyết định phá được không này. Phúc Lùn vẫn là Phúc Lùn đánh nhau về phía này. Trận đánh xuyên bay cao hiểm không và bay đúng người sẽ bắt được tạo ra bài thủ môn huy bậc cho đội bóng 1950. Ngọc Quang quyết định đưa ra một cái chuyển. Đinh Trần thêm một quả chuyển nữa. Hôm nay thì bóng đã bị dừng lại bởi số 1 Tân Nghĩa. Vẫn là số 1 bình tĩnh một quá chuyển. Dứt điểm được không đây. Khá hấp dẫn không bao. Vẫn là những pha bay đúng người chuẩn xác của Hoàng Tùng. Như là chưa bèo bên phía đội bóng vàng. Tài Lắc quyết định phương của này. Dứt điểm kỹ thuật cho anh có đây. Không bao. Quả ra chân rất khó chịu của Phúc Lùn. Vẫn là chưa bèo. Chưa bèo không quá vội vàng. Thanh Đinh Trường Bèo Kim Bê Sĩ. Vẫn là Kim Bê Sĩ. Không có quá nhiều hòa trồng đối với Kim Bê Sĩ. Còn đây là Phúc Lùn qua người rất dẻo. Vẫn là Phúc Lùn vượt qua được cao hiệu lập. Không đành bỏ trốn. Không lỗi. Xử lý chuẩn xác. Rõ ràng là một con người như vậy sẽ làm không thể nào mà Phúc Lùn không ghi bàn. Quá trình của Phúc Lùn được tạo ra và tỷ số được nâng lên thành 4 bàn. Tài Lắc bật qua hai cú sút liên tiếp bất bóng không được. Trường Bèo vẫn là Trường Bèo. Thì bàn đó là Đinh Thành không thể ở trên đường này và tổng đội cũng không được lối. Còn đây lại là Phúc Lùn và chúng ta cùng chờ xem Phúc Lùn sẽ làm gì. Phúc Lùn rất kỹ thuật chuẩn xác tất cả của Phúc Lùn. Chúng ta cùng xem từ hướng sướng của những người đồng đội quanh. Phúc Lùn rõ ràng là một cái tên rất uy tín trên mặt trận tấn công. Tài Lắc đối đầu với Tân Nghĩa. Người chơi thì Đinh Trần đã di chuyển. Đinh Trần trả lại cho về rất khó dành cho Tài Lắc. Đinh Thành vẫn là đi đây di chuyển chúng ta không bao không quá khó cho tôi. Và chúng đấy là một tiếp tục với một tốc độ rất cao. Quá trường qua Đinh Trần. Chúng ta đã không đây Đinh Trần. Đường chơi về đây là chơi bán. Quyết định phá sự nghiệp phát và sự nghiệp không trúng tâm bóng. Thành Đinh để chơi với tỷ số cao như này thì sẽ làm những cầu thủ cực kỳ mất sức. Bóng đi được không? Không quá khó với ông chủ sân Hoa Tung. Trở nên liên kết ở những quả chuyền quyết định của bóng tình công không phải thực sự là quá chuẩn xác. Ông Quen quyết định sự về của Quen không. Quả dứt điểm trên trái rất khó chịu của ông Quen được tạo ra. Và thời điểm mà rõ ràng đối với những cầu thủ đội bóng 1950 không có gì để vội vàng cả. Rất kỹ thuật được tạo ra. Vì thế nào một quả chuyền qua Đinh Trần. Sâu kim xử lý rất hay Đinh Trần không. Rất đáng tiếc được trò chơi với chiến vừa rồi là một pha xử lý kỹ thuật không còn quá nhiều thời gian nữa đâu. Hoàng Quân quyết định chuyển hay Hoàng Quân không thể dứt điểm. Cú bỏ tù cũng đã băng ra với một tốc độ rất cao. Đây là huy mập vẫn là huy mập. Kim Bê Sĩ
lịch sử kỹ thuật thuộc về Messi sẽ có tiếng gọi của trọng tài được cất lên đối thủ về số 5 Cao Trường. Và dứt điểm đá phạt được tạo ra bởi Thanh Đình. Đây là Thanh Đình khi điểm này chưa thể vượt qua được hàng rào. Kim Messi, Hoàng Quân vẫn đang lọt qua khi điểm này. Không bao. Pha bảy đúng người rất đẹp bắn của Hoàng Tú. Thanh Đình vẫn đang Thanh Đình sai người hay quá. Và chắc chắn sẽ có tiếng gọi của trọng tài được cất lên. Chắc chắn là như vậy. Tình huống phạm lỗi đối với số 4 Thanh Đình. Đây là một quả phạt trực tiếp được tạo ra dành cho những cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đứng phòng tại hiệp thi đấu thứ hai này. Thanh Đình sau tình huống xe người vừa rồi có lẽ anh cũng đã bị đau nhẹ. Điểm rất khó chịu được tạo ra. Đó là bàn thắng thứ tư của những cầu thủ bên phía đội bóng đứng phòng. Đặc biệt bây giờ chỉ còn là 1-3 mà thôi. Một thời gian có vẻ như nó còn con số là 30 phút rồi. Mà đội vẫn đang chơi phải nói là cực kỳ máu lửa. Một đội chơi sớm, Thanh Đình vẫn đang là Thanh Đình vì thế nào. Một cái chuyền điểm này, không. Rất cao tiền. Và thời gian chuyền chuyền cũng là không còn nữa. Xin chúc mừng cho cầu thủ đội bóng 19 về với chiến thắng. Tỷ số là 5-1 tại trận đấu ngày hôm nay. Và màn trình diễn đỉnh cao của cả đội. Nó dành có thể là man nhãn với tất cả những cổ động viên trong các mặt trên sân đấu hàng thôi ngày hôm nay. Một trận đấu tuyệt vời. Vậy là kết thúc trận thi đấu giao hữu khai trương sân bóng đá Hoàng Khôi tại đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Một trận thi đấu rất tuyệt vời với những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh nhé. Anh em ở quận 2 đâu rồi? Còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay sân Hoàng Khôi tập luyện và thi đấu bóng đá đi nào. Số điện thoại và địa chỉ sân mình để dưới phần mô tả. Anh em kéo xuống xem nhé. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại.